Thưa quý vị, là chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán năm 2022. Thời điểm này, người dân làng hoa cây cảnh của huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, ai cũng tích cực chăm sóc cho những chậu cây của mình để phục vụ cho nhu cầu của khách thủ đô cũng như là các tỉnh lân cận. Và ngay sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên Nông nghiệp 24 giờ. Chính thức vào vụ cao điểm nhất năm, làng hoa Xuân Quan, tỉnh Hưng Yên đã tấp nập xe cộ ra vào lấy hàng. Rút kinh nghiệm từ vụ Tết Nguyên đán năm 2021, các nhà vườn tại đây đã chủ động giảm lượng giống xuống để tránh tồn hàng trong bối cảnh dịch COVID-19 đang ảnh hưởng tới việc tiêu thụ nông sản trên phạm vi cả nước. Thực ra thì hàng năm, năm ngoái tôi có sản xuất khoảng 2.000 chảo, nhưng năm nay do tình hình dịch bệnh COVID rất phức tạp nên là số lượng một số loại hoa treo, hoa chậu và hoa thảm chúng tôi có sản xuất giảm đi khoảng 2-3% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng hoa của Xuân Quan năm nay cũng có giảm hơn so với năm 2020. Tuy nhiên thì thời tiết năm nay rất ủng hộ cho làng hoa Xuân Quan, chất lượng hoa cao hơn và chủng loại hoa thì có nhiều hơn, đa dạng hơn. Theo chia sẻ của một số nhà vườn tại Văn Giang, năm nay dù giá nguyên vật liệu đầu vào cũng như nhân công tăng nhẹ, nhưng các nông hộ trồng hoa cây cảnh tại đây vẫn quyết định không đẩy giá lên cao. Với những chính sách về giá cả, vận chuyển và thanh toán nhanh chóng hiện đại, các nhà vườn hy vọng việc tiêu thụ hoa cây cảnh từ nay tới Tết sẽ suôn sẻ. Văn Giang mình là đất cây cảnh rồi, thì gọi là mong cho mọi người về Văn Giang thì là mua ủng hộ cho bà con ở quê nhà những cái hàng cây cảnh, cây Tết cho nó sang năm mới, cho nó được nhiều may mắn. Văn Giang là một trong ba trung tâm sản xuất, kinh doanh và trung chuyển hoa cây cảnh lớn nhất của cả nước. Trung bình hàng năm người dân địa phương này cung ứng cho thị trường từ 40 đến 45 triệu sản phẩm. Trong đó chủ yếu là các loại hoa hồng, hoa lan, hoa ly, hoa giỏ treo, hoa thảm cùng các loại cây cảnh. Thái Nguyên là tỉnh có diện tích chè lớn nhất của cả nước với trên 22.300 ha, năng suất búp chè tươi đạt trên 118 tạ một ha và sản lượng búp là 240.000 tấn mỗi năm. Ngoài việc là tổ chức sản xuất theo chuỗi đảm bảo sản phẩm sạch theo tiêu chuẩn Việt Gáp, hiện nay các hợp tác xã chè đã mạnh dạn đầu tư kỹ lưỡng về chất lượng và mẫu mã sản phẩm để đạt được các tiêu chí OCOP, mỗi xã một sản phẩm. Ghi nhận của phóng viên Nông nghiệp 24 giờ tại huyện Đại Từ của tỉnh Thái Nguyên. Những búp chè Việt Gáp được nông dân canh tác theo đúng quy trình, trở thành nguồn nguyên liệu để sản xuất ra các sản phẩm chè chất lượng. Sau khi chè được thu hái và làm héo, Hợp tác xã chè sạch Quang Minh sẽ tiến hành giai đoạn ốp chè hay còn gọi là diệt men chè. Đây là giai đoạn quan trọng để quyết định màu nước của chè khi pha và giữ được vị chát của chè. Yêu cầu là thứ nhất là chè thì phải hong héo, đủ độ héo. Thế xong là cho vào chế biến thì nhiệt độ nó cũng phải đạt được để đạt được chất lượng cao. Một sản phẩm chè trước khi ra thị trường cần trải qua nhiều công đoạn chế biến như làm héo chè, diệt men chè, vò chè, xao, sấy và đóng gói bảo quản. Để đa dạng thị trường, đáp ứng nhu cầu khách hàng, Hợp tác xã chè sạch Quang Minh đã chế biến chè theo nhiều loại khác nhau. Đặc biệt, Hợp tác xã đã tập trung đầu tư chế biến một số sản phẩm chè chất lượng cao và được người tiêu dùng tại các thành phố lớn trong nước đón nhận. Năm 2021, Hợp tác xã có 3 sản phẩm chè được tỉnh Thái Nguyên công nhận đạt OCOP 4 sao. Có sản phẩm như hiện tại như sản phẩm Phú Ông Trà đang là được thu hái với một tôm và một lá là sản phẩm cao cấp nhất tại hợp tác xã. Chè là một trong 6 sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh Thái Nguyên. Hầu hết diện tích chè của địa phương này được sản xuất theo hướng áp dụng quy trình sản xuất chè an toàn, hữu cơ. Hiện Thái Nguyên đã có gần 20% diện tích chè cho sản phẩm được chứng nhận Việt Gáp, Global Gáp và sản xuất theo hướng hữu cơ. Tỉnh Thái Nguyên cũng đã có hơn 60 sản phẩm OCOP từ chè, xếp hạng từ 3 đến 4 sao, trong đó có sản phẩm OCOP đã đạt tiêu chuẩn 5 sao quốc gia. Hiện nay Thái Nguyên đã có những vùng nguyên liệu, ví dụ như đạt tiêu chuẩn Việt Gáp hàng nghìn hecta, tiêu chuẩn hữu cơ cũng đang phát triển mạnh để làm sao tạo ra những sản phẩm mà có giá trị cao, đưa ra thị trường, vừa là trong sản xuất thì vừa bảo vệ được môi trường, bảo vệ người sản xuất và đặc biệt là bảo vệ người tiêu dùng. Hiện sản lượng chè chế biến các loại của tỉnh Thái Nguyên đạt gần 48.000 tấn, trong đó chủ yếu là sản phẩm chè xanh truyền thống. Các cơ sở chế biến chè đã áp dụng cơ giới hóa trong các khâu xao, sấy, vò chè,
các thiết bị chế biến thủ công lạc hậu đã được thay thế bằng thiết bị chế biến mới, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Vâng, thưa quý vị, là trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, thành phố Hồ Chí Minh hạn chế tụ tập đông người vào cuối tuần và Tết Dương lịch. Đó là kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức tại cuộc họp giao ban của Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Theo ông Dương Anh Đức, các sở ngành đơn vị cần chủ động căn cứ tình hình dịch bệnh ở trên địa bàn để kịp thời đề xuất điều chỉnh quy mô và cách thực hiện hoặc tạm dừng đối với một số hoạt động đã có chủ trương cho phép tổ chức. Đặc biệt là ông Đức nhấn mạnh các địa phương cần phải quyết liệt vận động người dân, hạn chế tụ tập đông người vào những ngày cuối tuần, đặc biệt là dịp Tết Dương lịch, nhắc nhở việc thực hiện 5K, tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ, ăn uống trong việc thực hiện phòng chống dịch, xử lý nghiêm đối với các cơ sở kinh doanh không thực hiện theo quy định, kiểm tra các loại hình kinh doanh chưa được phép hoạt động nhưng vẫn mở cửa để phục vụ cho khách. Sở giao y tế đẩy mạnh tiến độ tiêm vaccine cho tất cả những người thuộc nhóm nguy cơ cao, tiêm mũi tăng cường, cấp phát thuốc hiệu quả theo đúng với hướng dẫn của ngành y tế. Khẩn trương làm việc với Bộ Y tế để sớm có ý kiến đối với các chế độ chính sách hỗ trợ cho y tế cơ sở và việc huy động y tế tư nhân tham gia chăm sóc, điều trị F0 tại bệnh viện. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các sở y tế đánh giá kết quả 2 tuần học trực tiếp của học sinh và có đề xuất cụ thể cho phương hướng cho thời gian tiếp theo. Thưa quý vị, là Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế vừa có công văn khẩn về việc là tăng cường giám sát, bảo đảm chất lượng xét nghiệm SARS-CoV-2 gửi các cơ quan kiểm tra chất lượng xét nghiệm y học. Trong đợt dịch thứ tư tính từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 cho tới nay, Việt Nam đã thực hiện gần 30 triệu mẫu xét nghiệm cho 73.824.334 lượt người. Riêng trong 24 giờ qua đã thực hiện 171.187 mẫu xét nghiệm cho 214.645 lượt người. Để tăng cường đảm bảo chất lượng xét nghiệm SARS-CoV-2, Cục Quản lý Khám chữa bệnh yêu cầu Giám đốc Trung tâm kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm tập trung tăng cường đánh giá chất lượng sinh phẩm xét nghiệm, trong đó tập trung vào xét nghiệm SARS-CoV-2. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý về thị trường nông sản. Thưa quý vị, xuất khẩu phân bón của Việt Nam liên tục tăng trong 3 tháng qua, đưa tổng lượng xuất khẩu đạt hơn 1,2 triệu tấn, vượt qua lượng xuất khẩu kỷ lục của năm ngoái. Tính chung 11 tháng năm 2021, cả nước xuất khẩu trên 1,2 triệu tấn phân bón, trị giá gần 459,28 triệu đô la Mỹ, giá trung bình đạt 381,2 đô la Mỹ một tấn, tăng 11,6% về khối lượng, tăng 45,6% về kim ngạch và giá tăng 30,5% so với cùng kỳ năm 2020. Lượng phân bón xuất khẩu trong 11 tháng qua đã vượt qua kỷ lục xuất khẩu về lượng trong năm 2020 là 1,163 triệu tấn. Xuất khẩu phân bón của Việt Nam trong 11 tháng năm nay chủ yếu xuất sang thị trường Campuchia, chiếm 42% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu phân bón của cả nước, đạt 507.083 tấn, tương đương trên 192,65 triệu đô la Mỹ, giá trung bình đạt 379,9 đô la Mỹ một tấn, tăng 34,3% về lượng, tăng 63,4% về kim ngạch và tăng 21,7% về giá so với cùng kỳ năm 2020. Ngoài thị trường chủ đạo là Campuchia, thì Việt Nam còn xuất khẩu phân bón sang thị trường Hàn Quốc, Mozambique, Malaysia với sự tăng trưởng mạnh cả về số lượng và giá cả. Nhìn chung, trong 11 tháng năm 2021, kim ngạch xuất khẩu phân bón sang hầu hết các thị trường tăng mạnh so với 11 tháng năm 2020.